Toàn bộ số tiền thu được trong workshop của Mai sẽ được gửi đi để ủng hộ các tỉnh phía Bắc, nơi mà bị ảnh hưởng bởi cơn bão vừa qua. Hello mọi người, sắp tới Mai sẽ có một dance workshop tại thành phố Hồ Chí Minh vào thứ năm tuần này, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Thì vừa lúc nãy mấy anh em Sài Gòn Locker mới nghĩ ra cái ý tưởng đấy là 100% cái số tiền thu được lần này tụi mình sẽ gửi đi quyên góp cho các tỉnh phía Bắc, những nơi mà bị ảnh hưởng do đợt bão vừa rồi. Thế thì lúc đầu Mai rất là ngại bởi vì ôi cái số tiền này nó bé quá ấy. Kiểu mình rất là ngại đăng lên như thế ấy. Thế nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ lại và mình nghĩ rằng là ok, nếu như đây là một cái phong trào và có nhiều dancer khác cũng làm như vậy tại studio của họ, tại những cái lớp nhảy của họ, thì cái số tiền nó sẽ không còn nhỏ nữa. Địa chỉ mà tụi mình sẽ gửi tiền vào đó là địa chỉ Ngân hàng Vietcombank của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương. Và hy vọng rằng là các bạn dancer lần này có thể tham gia vui nhảy với nhau, chia sẻ cùng với Mai, và chúng mình có thể cùng nhau làm một việc gì đấy có ý nghĩa hơn cho cộng đồng.